Truyền thuyết dân gian gây ám ảnh ở Việt Nam, phần 7, chó đội nón mê. Theo quan niệm dân gian, cần tránh nuôi loại chó trắng, nhất là chó trắng có mũi màu đỏ. Nguyên nhân là gì? Xưa có một tham quan hay bắt bớ dân lành, tịch thu gia sản kể cả con chó cũng không tha. Trong số đó, có một con chó trắng mũi đỏ. Từ ngày có nó, nhà xảy ra rất nhiều chuyện. Người thân của ông liên tục đau ốm. Con gái của ông đêm đêm mơ thấy yêu ma đến quấy phá. Còn ông thường nghe tiếng lục đục trên mái nhà. Nghĩ nhà có trộm, ông bèn đi rình và bỗng nhìn thấy một con chó trắng đội cái nón, dựng đứng hai chân mà đi như người. Quá sợ hãi, ông tìm thầy về hỏi, mới biết nó là chó đội nón mê, một loại yêu khuyển trá hình. Hễ chủ vắng nhà thì sẽ nhảy lên nằm võng rồi đu đưa như người thường. Vào những đêm trăng thanh vắng, nó đội cái nón chống gậy đi trên mái nhà bằng hai chân sau. Không phải nó đi ngắm trăng mà là đi gặp yêu ma và kể hết sự tình trong nhà. Đúng là con cờ hó thích buôn dưa lê, nhiều chuyện còn hơn mấy bà hàng xóm.